Lần đầu tiên đeo kính lão nhìn điện thoại nó cứ bị cong theo cái chiều từ trên xuống, có nghĩa là nằm ở giữa cái điện thoại thì nó cong nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là sao? Ở đây thì những anh chị mà đang ở trên cái độ tuổi là từ 40 tuổi trở lên thì rơi vào là lão. Nên là trước kia thì mắt chúng ta rất là khỏe, rất là sáng, nhìn rõ. Nhưng mà bây giờ đến tuổi 40 rồi thì phải sử dụng thêm một cái công cụ giúp cho nhìn rõ hơn. Chúng ta có thể là đeo nhiều cái sản phẩm khác nhau để giúp cho rõ. Tuy nhiên là có một cái sản phẩm như là kính lão để đeo thì nó gọn, dễ đeo hơn. Chúng ta bị cái trường hợp là đeo mà nó bị cong. Thế thì xem lại coi cái độ mà lúc mà chúng ta đo từng bên đó, mắt phải mắt trái là bao nhiêu độ. Đấy, lần đầu tiên chúng ta đo có thể là đúng cái độ đó, nhưng mà chúng ta đeo chưa được cái độ đó đâu thì chúng ta giảm cái độ xuống một chút để nhìn cho rõ hơn. Cộng với là gì nữa, lần đầu tiên chúng ta đeo chưa quen thì cần phải đâu đó 3 đến 5 ngày chúng ta đeo quen. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta nó bị cong nhiều quá thì có thể là cái độ của chúng ta nó bị cao. Thêm vào đó là chúng ta xem coi cái độ nó có bị loạn hay không. Thông thường thì độ cong này nó sẽ rơi vào những người bị loạn, mà trong này chưa có nói gì đến loạn thì có lẽ là gì, chúng ta đang bị viễn thôi, thì cái độ này nó cao hơn cái mắt bình thường và chúng ta nhìn các cái chi tiết nó không quá nhỏ nên dễ bị cong đó. Nhiều anh chị đã bị trường hợp này thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh một chút thôi là hết, là đến đo lại độ giảm xuống một chút và làm một cái mắt kính mới vào cái gọng mà chúng ta đang có để cho cái độ nó bình thường, phù hợp với khuôn mặt chúng ta và phù hợp với số độ đó, rồi chúng ta làm việc ở trên các cái thiết bị nó sẽ đỡ bị cong. Vì chúng ta tiếp tục mà đeo thì nó cong nhiều quá mà chúng ta rất là mỏi mắt, thậm chí nhức đầu, rồi chúng ta lại bỏ ra thì chúng ta nhìn các cái vật thì nó không giống như cái mà chúng ta mơ ước, nên nó sẽ bị sai lệch và cái quá trình chúng ta làm việc. Nên cái này chúng ta chưa đeo được mà chúng ta hãy dừng để kiểm tra lại đúng số độ của chúng ta. Các anh chị lưu ý kiểm tra lại đúng số độ rồi, nhưng cũng cần phải lưu ý đến là chúng ta làm vào một cái khung cho nó phù hợp với cái độ của chúng ta, là phù hợp với cái tuổi chúng ta, là phù hợp với lại cái size á, size lớn sang nhỏ á, thì đeo nó mới dễ chịu được. Rồi thêm mà nữa này, chúng ta nên chọn những cái mắt nó dịu, cái mắt nó có nhiều cái tính năng, nhiều cái lợi ích trong đó để giúp cho dễ chịu cho người mà làm việc khi mà ngồi gần. Đặc biệt các anh chị bị lão như vậy thì lần đầu tiên nó làm cho chúng ta chưa quen, thì chúng ta cần phải chọn lựa cái phù hợp dễ chịu cho chúng ta làm việc được lâu hơn. Kính lão là một trong những cái sản phẩm giúp cho chúng ta nhìn gần rõ hơn bình thường. Khi mà chúng ta đã bị lão hóa như vậy, chúng ta cần có cái công cụ để giúp cho rõ hơn. Thì ngược lại chúng ta đang bị là công cụ làm cho chúng ta bị mờ hơn, bị méo đi mà không đeo được, nên chúng ta cần phải kiểm tra lại và chính xác hơn, làm một cái kính mới để phù hợp. Nếu mà anh chị ở gần đây, gần trung tâm của mắt kính Titan, thì chúng ta có thể ghé đây để được đo lại, được kiểm tra lại và tư vấn miễn phí cho anh chị. Còn anh chị ở gần nơi anh chị sinh sống thì cũng ghé các cái trung tâm để chúng ta được kiểm tra và tư vấn cho anh chị kỹ hơn. Anh chị lần đầu cũng như là dùng nhiều lần rồi cũng lên thận trọng trước khi chúng ta làm. Chúng ta cần đo chính xác ở số độ của mình để ráp kính cho nó đúng và đeo cho nó an toàn.